Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Minh Tàng Vlog nha. Thì video hôm nay là anh em mình sẽ chế cái lo này nè các bạn. Cái đây là một cái lo súp hơi nha. Thì anh em mình sẽ chế cái lo súp hơi này thành một cái lo súp điện nha các bạn. Đó, thì chế theo cái lo theo cái kiểu Việt Nam của mình thôi. Thì cái cách chế như thế nào thì mời các bạn xem video nha. Đây là anh em mình nó đang chế nè các bạn. Chào các bạn nha. Đó, thì đây là một cái vỏ lo này là chỉ có mình mua có cái vỏ thôi các bạn. Này là cái vỏ lo xếp hơi. Cái vỏ này thì các bạn thường mình gắn cái củ lo bát vô á, cái mình cắm vô con xích nha. Nè, cái này là cái lo bát của nó nè, bát này là xếp 5 năm tấc nha các bạn. Đó, còn ở đây cái lo bên đây là một cái vỏ mình chưa gắn. Đây là cái mạch công suất nè các bạn. Đây là cái mạch công suất mà mình sẽ gắp vô bên trong cái lo nè. Cái này là cái mạch công suất, này là mạch công suất cũ nha các bạn. Cái mạch này thì mình tháo trong cái cục công suất cũ ra. Đó, thì cái cục công suất cũ nó là 32 sò. Thì mỗi một mạch nó có một cục công suất thì có hai mạch, mỗi mạch này là có 16 sò các bạn. 16 sò. Mình đã gia cố nó lại nha, gia cố cho nó chắc chắn. Đây, mình mấy con này mình bắn keo lại hết nè. Mấy con tụ nè. Mấy con nào mà nó cao cao các bạn, như mấy cái mối điện mình sẽ bắn keo lại cố định lại hết. Đây, chắc chắn hết rồi mới lắp vô nha các bạn. Đó, đây là cái mạch công suất này, mạch này là 16 sò các bạn. Hai mạch thì nó 32 sò, nhưng mà mình xài chỉ có bát 50 từ 100 từ 220 con 100 nên mình chỉ lắp 10 16 sò cho một mạch nhé. Một mạch thì đánh một cái bát. Mình thấy gì là đủ, mình không có cần phải lắp thêm sò các bạn. Nó không có nó quá nóng nha. Đây cục tăng khô này thì nó cục này như 35A vậy các bạn. 35A vậy nặng lắm. Cục này khoảng hơn chục ký, hơn chục ký gì á. Khoảng 10 12 ký gì đó. Cầm rất là nặng các bạn. Đó. Thì đây cái cục này thì trong cục công suất mình tháo ra luôn các bạn, thì cục công suất nó xài hai cục này, thì mình sẽ lấy mỗi cục. Thì cái mạch này á, cái mạch này các bạn mà các bạn nào không rành á thì có thể là mua mua mạch gờ bên ngoài cũng có nữa các bạn, ta bán đã lắp sẵn cho mình như gì hết thì mình chỉ mua về mình lắp thôi. Còn các bạn nào mà rành tí á, thì mình có thể mua linh kiện về, mua sò về mình tự lắp nha. Mạch thì có bán, còn cái này thì cái mạch này thì trong cái cục công suất sẵn á, mình tháo ra luôn, mình tháo cái công suất rồi mình lấy nó nguyên dĩ gì luôn nha. Đó, ở đây có làm cái có quạt tản nhiệt luôn nha các bạn. Đây là cái quạt tản nhiệt nè. Đó, tí nữa mình sẽ lắp vô trong lo, mình sẽ tản nhiệt cho cái mặt này nha. Còn tất cả dây á, dây tín hiệu hay là dây nguồn điện vô là mình sẽ đấu ra một cái chạm bên ngoài lo các bạn, cái chạm đằng sau lo nè. Đó, mình ở đây đã hàng dây sẵn hết trơn các bạn. Đó, ở đây thì nó hai cái. Đây là hai cái đường điện vô các bạn, cấp điện nè. Đó, mình ở đây là cái đường tín hiệu vào, ở đây là công tắc nha, công tắc để tắt mở. Ở đây là mình sẽ chế đèn, cái bóng đèn để làm tín hiệu các bạn. Đó, và bây giờ sẽ lắp vô sân, mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn, nghe mình nó gắp nãy giờ cũng xong rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi khi mà gắp xong vô cái lo là như thế nào nha. Đây đây là cái bên trong đã gắp vô này các bạn. Thì cái mạch tùy theo cái vỏ lo mà mình sẽ sắp xếp cái vị trí để cho phù hợp nha các bạn. Thì ở đây là mình lắp bên đây là cái mạch này, cái vỏ này thì khá là rộng các bạn. Cái vỏ này khá là rộng thì mình có thể mình để rất là dễ dàng. Có rất là nhiều chỗ để thì mình lắp nó ngay chỗ này luôn, vị trí này luôn các bạn. Sau này nó có trường hợp mà nó bị sự cố gì á thì mình tháo ra mình sửa chữa nó cũng dễ dàng nha. Đó, thì ở đây cái mạch là mình sẽ để đây. Đó. Cục tăng phô mình sẽ để cạnh bên đây luôn. Đó. Thì dưới bên đây là có cái quạt tản nhiệt nè các bạn. Cái quạt tản nhiệt thì mình quạt cho cái bo này. Chủ yếu là nó quạt cho miếng nhôm này mát để tản nhiệt cho cái mấy cái con sò này các bạn. Đó. Khá là đơn giản nè các bạn. Cái lo này là cái lo súp nha. Cái lo súp thì mình không có dùng cái phân tần. Đó, cái lo súp thì không có dùng phân tần, tín hiệu từ cái bàn mixer á, mình từ cái phân phân cái gót á,
cái cục máy mình sẽ đưa vô đây luôn, mình không có phân tầng các bạn đó. Thì nguyên cái bộ này là tầm khoảng 12 kg nha các bạn đó, thì mình gáp vô một cái lo như vậy thì nó cái lo này nó nặng thêm tầm 12 kg nữa nha, nó cũng không nặng mấy thôi các bạn. 12 kg mà đưa vô cái lo thì nó cũng không có quá nặng nha. Thì mình đằng sau cái chạm lo cho các bạn coi luôn nha. Đây là phía sau chạm lo nè các bạn đó. Đây là con tắc nè, đó, bóng đèn. Ở đây là một cái dắt đường tín hiệu vào nè, tín hiệu vào âm thanh đi vào nè. Ở đây hai cái này là hai cái nguồn điện nha các bạn, mình sẽ cắm điện trực tiếp vô cái lo này luôn. Đây cam bên đây thì có dây điện nè các bạn. Thì mình sẽ cắm như thế này các bạn. Đây nè, đây là cái dây tín hiệu nè, cái dây tín hiệu thì mình dùng cái dắt 6 ly. Đó, dắt 6 ly cắm vô dây đầu này. Đó, còn cái nguồn điện thì mình sẽ dùng cái dắt này các bạn. Đó, mình sẽ cắm vô đây nha, rất là dễ thôi các bạn. Đó, như thế này nè. Đó, cái lo thì mình sẽ cắm điện như thế này, dắt 6 ly thì cắm đường âm thanh tín hiệu vào, thì khi nào hát thì mình chỉ bật công tắc thôi các bạn. Bật công tắc về đèn cháy là mình chỉnh lớn nhỏ rồi là trên cái cục máy nha các bạn. Trên cái cục máy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi luôn cái cục máy, khi mà mình lắp cái công suất này vô lo như thế này thì cục máy mình còn những cái gì nha. Vào bên đây là cái cục máy nè các bạn. Cái cục máy thì các bạn thấy rất là đơn giản luôn. Ở cái bộ dàn lo này á, cái lo này nè các bạn, thì lắp công suất vô sub, rồi lo full cũng mình cũng chế công suất vô luôn nha, chế công suất vô lo full sub lo full luôn. Thì cục máy chỉ còn những cái này thôi các bạn. Thì cục máy này là ở đây là cái mixer nè, mixer ha, ở đây là cái Migo các bạn. Thì tất cả các âm thanh mình xử lý thì đều xử lý qua cái con quan số này nha. Đó, mình không có xài mà lọc hay là phân tầng hay là bất cứ gì, mình chỉ xử lý tất cả trên cái con quan số này luôn. Đó, quan số này đảm nhiệm tất cả xử lý tất cả tín hiệu âm thanh. Thì cái mixer này khi nào mà xài đàn organ nữa các bạn, đi nhạc sống á, thì mình mới dùng tới mixer này. Còn nếu mà karaoke á, thì mình chỉ dùng hai con này thôi, dùng con Migo với con quan số là đủ rồi nha. Nó dùng như thế này rất là đơn giản, gọn nhẹ luôn các bạn. Thì ở đây là cái cộng dây mà dây điện nguồn vào này các bạn, nó cũng khác với cái lo bình thường đó ha. Ở đây thường thường các bạn thấy thì cái lo kia thì nó có một cái cộng dây đúng không, dây từ cái công suất mà mình cắm vô lo. Còn ở đây thì mình xài hai cộng, một cái dây này là dây điện vào này các bạn, này là nguồn điện để cấp cho cái mặt công suất nè. Còn ở đây là cũng đây là cái dây tín hiệu, dây này là dây âm thanh, cái dây này nó cấp tín hiệu cho cái mạch công suất các bạn, để cho nó công suất nó lấy cái từ cái tín hiệu âm thanh này để nó phát đại âm thanh lên nha, phát đại âm thanh lên rồi nó sẽ cho ra cái lo ở đây. Nó bây giờ thì nghe mình nó đang thử luôn các bạn, gắp xong bây giờ thử luôn. Đó, đây là cái cục máy các bạn, đây cục máy nè, cục máy thì cái vỏ máy này cũng chế luôn các bạn, chế cho nó những cái đầu ra dắt 6 ly như thế này nè, để mình kết nối cho nó dễ các bạn, nằm bên ngoài hết. Đó, đây là cái cách kết nối các bạn, dây điện nè kết nối cho cái cấp điện cho này nè. Đây là dây tín hiệu này lấy từ cái cục máy xuống các bạn. Đây có cổng sub nè, cổng full nè, nó bốn cổng, mỗi một vế của nó là hai cổng các bạn, thì một cái sub với cái full nha. Đây các bạn, bây giờ mình đã gáp xong, mình kết nối dây xong, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem thử nha. Bắt lên lớn rồi này đó. Đây các bạn, chắc qua cái máy này cái tiếng sub nó hơi khó nghe. Chủ yếu cái âm thanh là nó xử lý bằng cái con quan số này thôi các bạn. Đó, còn cái Migo này thì khi nào mình nói chuyện hoặc mình hát thì mình mới dùng tới. Đó. Đây là dây các bạn.
đơn giản. Nó cái này thì mà cái này nó mới thử tiếng thôi các bạn, thì mình gáp xong á mình vô vàng mình mới chỉnh lại nữa nha các bạn. Tại vì cái vỏ súp này với cái so với cái vỏ súp cũ á, vỏ súp cũ lúc trước của cái súp này đánh á, thì nó hai cái vỏ nó khác nhau các bạn, nên nó cái cho ra cái tiếng nó khác nhau, thì cái này mình vô xong mình mới chỉnh lại thì mới nghe hay được nha. Mình chế cái lo từ cái lo súp hơi thành cái súp điện này thì cũng đã xong các bạn. Còn bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.